Thầy xin chào tất cả các em. Xin mời các bạn trên mạng chúng ta cùng vào lớp để cùng thầy ta ôn tập nội dung của kỳ thi viên chức giáo dục với các bạn thi vị trí giáo viên trung học cơ sở. Hôm nay chúng ta sẽ học đến bộ đề câu hỏi phỏng vấn với thông tư số 03 năm 21 em nhé. Đây là thông tư rất mới. Thông tư này thay thế cho cái thông tư liên tịch số 22 năm 2015 giữa Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục Đào tạo. Vừa là liên quan về thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong cơ sở trường trung học cơ sở công lập. Thì cho thấy là năm 2021 thì Bộ Đào tạo đã ban hành thông tư mới này thay thế cho thông tư liên tịch số 22 năm 2015 trước đây em nhé. Thì chúng ta sẽ học trong bộ đề mà thầy đã gửi đến lớp chúng ta dành cho các bạn thi vị trí giáo viên trung học cơ sở gắn với thông tư số 03 năm 2021 của Bộ Đào tạo. Thì chúng ta khi thi chúng ta nhận được câu hỏi số 1 thì các em trả lời cho thầy theo trình tự như sau. Thưa thầy cô, em đã nhận được câu hỏi với nội dung anh chị hãy trình bày quy định về mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở quy định tại thông tư số 03 năm 2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Bây giờ em xin phép được trả lời câu hỏi này như sau. Quy định về mã số hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở được quy định tại điều 2 của thông tư số 03 năm 2021. Thì chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở bao gồm giáo viên trung học cơ sở hạng 3 với mã số V.07.04.32 em nhé, giáo viên trung học cơ sở hạng 3 là mã số V.07.04.32. Thứ hai đó là giáo viên trung học cơ sở hạng 2 thì với mã số V.07.04.31 em nhớ giáo viên trung học cơ sở hạng 2 thì là mã số V.07.04.31. Giáo viên trung học cơ sở hạng 1 thì là với mã số V.07.04.30. Em nhớ là với hạng của giáo viên trung học cơ sở 1 thì là mã số là V.07.04.30. Thì cách học chúng ta thấy rất là rõ, ở chung ở đây cả ba hạng ở đây đúng không? 1 2 3 thì chúng ta thấy là mã số đầu tiên đều là V.07.04 đúng không? Và chúng ta thấy là mã hạng 3 thì 32, còn hạng 1, hạng 2 thì là 31, còn hạng 1 là 30. Thế thầy cô cũng hỏi các em biết là theo em thì em dự thi vào sẽ là em là giáo viên trung học cơ sở hạng mấy, thì em trả lời thưa thầy cô em sẽ thi vào báo giáo viên cơ sở trung học cơ sở hạng 3 nhé các em nhé, các em thi vào là giáo viên hạng 3. Đấy, còn theo quy định thì sau này các em đạt tiêu chuẩn các điều kiện về đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sau 9 năm thì chúng ta sẽ thi thăng hạng lên giáo viên trung học cơ sở hạng 2. Rồi tiếp tục khi chúng ta là hạng 2 thì ta đảm bảo các tiêu chuẩn điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ thì sau 6 năm nữa thì chúng ta lại thi sau 6 năm của khi ta đạt được hạng 2 thì ta thi lên chức danh hạng 1 và điều kiện là phải nằm trong quy hoạch đào tạo bồi dưỡng các em nhá. Đó thì hạng 3 thì là hạng thấp nhất, và đến hạng 2, hạng 1 là hạng cao nhất các em nhá. Đấy, cái thầy cô hỏi có phải hạng 1 là thấp nhất không thì em bảo thưa thầy cô hạng 3 mới là cao nhất, các em dự thi vào thì là sẽ là giáo viên trung học cơ sở hạng 3 các em nhá. Đó thì các em cần nắm các quy định này và khi trả lời xong thì em trả lời thưa thầy cô em đã trả lời xong câu hỏi, em rất mong nhận ý kiến đóng góp của thầy cô ạ, em cảm ơn thầy cô rất nhiều ạ. Xong rồi, câu hỏi số 1 gắn với thông tư số 03 năm 21 các em nhé. Chúng ta đi thi chúng ta gặp với câu hỏi số 2 thì các em nhớ trả lời thầy cô như sau. Thưa thầy cô, em đã nhận được câu hỏi với nội dung anh chị hãy trình bày về nhiệm vụ tiêu chuẩn và trình độ đào tạo bồi dưỡng và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 theo quy định của thông tư số 03 năm 21 là liên hệ thực tế. Thì cái này các đấy là câu hỏi rất là chi tiết cho các em. Các cái phần chúng ta thấy quy định về phần nhiệm vụ này, về phần liên quan đến tiêu chuẩn trình độ đạo đức nghề nghiệp này, về trình độ đào tạo bồi dưỡng và chuyên môn nghiệp vụ ta thấy rất là rõ, bốn cái ý rất là rõ và nói chung đấy chính là liên quan đến tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Khi nhắc về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thì chúng ta phải nhớ đến về nhiệm vụ, về tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng, về đúng không ạ? Ta thấy về đạo đức nghề nghiệp và gì về năng lực chuyên môn nghiệp vụ các em nhá. Thì các em trả lời các thầy cô rất là cụ thể, chúng ta hiểu. Hỏi ngắn gọn thì chính là tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 các em nhá. Còn cụ thể ra thì tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đấy chính là gồm nhiệm vụ này, rồi tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng này, rồi về năng lực chuyên môn nghiệp vụ các em nhá. Thì các em nhớ cái phần ý đó cho thầy nhá. Thì chúng ta sẽ trả lời như sau thưa thầy cô, em xin phép được trả lời. Thứ nhất là về nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 3. Thì giáo viên trung học cơ sở hạng 3 thì có các nhiệm vụ sau đây
nhiệm vụ thứ nhất là xây dựng kế hoạch giáo dục của môn học được phân công và tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn theo mục tiêu chương trình giáo dục cấp trung học cơ sở các em nhé. Đấy, nhiệm vụ thứ nhất của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 đó là xây dựng kế hoạch giáo dục của môn học được phân công và tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn theo mục tiêu chương trình giáo dục cấp trung học cơ sở. Nhiệm vụ thứ hai của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 đó là dạy học và giáo dục học sinh theo chương trình kế hoạch giáo dục của nhà trường và tổ chuyên môn quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức. Ta nhớ nhiệm vụ thứ hai của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 đó là dạy học và giáo dục học sinh theo chương trình kế hoạch giáo dục của nhà trường và tổ chuyên môn, đúng không ạ? Rồi quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức. Nhiệm vụ thứ ba của giáo viên trung học cơ sở 3 đó là sử dụng các phương pháp dạy học giáo dục theo hướng phát huy năng lực phẩm chất của học sinh, tích cực hóa hoạt động của học sinh. Ta nhớ nhiệm vụ thứ ba của giáo viên trung học cơ sở 3 đó là sử dụng các phương pháp dạy học giáo dục theo hướng phát huy năng lực phẩm chất của học sinh, tích cực hóa hoạt động của học sinh em nhé. Nhiệm vụ thứ tư của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 đó là thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá, đúng không ạ? Kết quả học tập rèn luyện của học sinh theo quy định. Ta nhớ là thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh theo quy định. Nhiệm vụ thứ năm của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 đó là tham gia phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu hoặc phụ đạo học sinh yếu kém hoặc hướng dẫn sinh viên thực tập sư phạm. Ta nhớ nhiệm vụ thứ năm của giáo viên trung học cơ sở 3 đó là tham gia phát hiện, rồi bồi dưỡng học sinh năng khiếu hoặc phụ đạo học sinh yếu kém hoặc hướng dẫn sinh viên thực tập sư phạm. Nhiệm vụ thứ sáu của giáo viên trung học cơ sở 3 đó là tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh, cho cha mẹ học sinh của lớp được phân công. Em nhớ nhá, nhiệm vụ thứ sáu của giáo viên trung học cơ sở 3 đó là tổ chức hoạt động tư vấn tâm lý rồi hướng nghiệp cho học sinh, cha mẹ học sinh của lớp được phân công. Nhiệm vụ thứ bảy của giáo viên trung học cơ sở 3 đó là phối hợp với các tổ chức cá nhân có liên quan để thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh. Ta nhớ nhiệm vụ thứ 7 của giáo viên trung học cơ sở 3 là phối hợp với các tổ chức cá nhân có liên quan để thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh. Nhiệm vụ thứ 8 của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 là tham gia hoạt động của tổ chuyên môn, tham gia nghiên cứu khoa học, hoàn thành hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục theo quy định, thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở và giáo dục hòa nhập trong phạm vi được phân công, tham gia tổ chức các hội thi của giáo viên học sinh ấy, từ cấp trường trở lên các em nhé. Đó thì với nhiệm vụ thứ 8 nó dài này, chúng ta nhớ cố gắng ý cho thầy ở đây nó tham gia hoạt động của tổ chuyên môn, đúng không ạ? Rồi liên quan đến cái phần thực hiện công tác phổ cập giáo dục, đấy, cái từ đầu tham gia hoạt động của tổ chuyên môn, rồi thực hiện công tác phổ cập giáo dục cho cơ sở, đúng không ạ? Đấy, và đúng không, rồi tham gia các tổ chức tham gia tổ chức các hội thi đấy, từ cấp trường trở lên. Đấy là nhớ ba ý rất quan trọng: một là tham gia các hoạt động tổ chuyên môn, hai là tham liên quan về cái phổ cập công tác phổ cập giáo dục trong cơ sở, và thứ ba là tham gia các tổ chức các hội thi từ cấp trường trở lên đấy, các em nhé. Và nhiệm vụ thứ 9 của giáo viên trong cơ sở hạng 3 đó là hoàn thành các khóa đào tạo, chương trình bồi dưỡng theo quy định, rồi tự học tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ em nhé. Ở nhiệm vụ thứ 9 của giáo viên trung học cơ sở 3 là hoàn thành các khóa đào tạo, chương trình bồi dưỡng theo quy định, tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Và nhiệm vụ thứ 10 của giáo viên trung học cơ sở 3 đó là thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công. Em nhớ nhé, dù là ý ngắn thôi nhưng mà nó vẫn là ý 35 chấm điểm, ta thấy rồi. Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công. Chúng ta cần nhớ 10 nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở 3. Thì đi thi có thể họ chỉ tách ra thôi, để thầy dạy chúng ta tạo hệ thống đỡ tách quá nhiều câu hỏi, thì các thầy cô chỉ có thể cần hỏi là về nhiệm vụ, em hãy trình bày các nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 3. Đó, chúng ta nhớ thầy 10 nhiệm vụ như vậy nhá. Tiếp theo, liên quan về phần tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng 3, đó là phần về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Thì các em nhớ cho thầy các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp. Đi thi có thể các thầy cô chỉ tách ra, em nhớ đây còn thầy dạy thì chúng ta thành hệ thống, đỡ tụt mùn các câu hỏi em nhá. Thì các em nhớ cho thầy về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 thì thấy có 4 tiêu chuẩn như sau. Tiêu chuẩn thứ nhất đó là chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về giáo dục trung học cơ sở. Em nhớ tiêu chuẩn thứ nhất về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 đó là chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về giáo dục trung học cơ sở. Tiêu chuẩn thứ hai về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 là thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh em nhé.
cái tiêu chuẩn này rất là quan trọng, em thấy rồi đúng không ạ? Tiêu chuẩn thứ hai về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trong sở hàng 3 đấy, là thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất danh dự uy tín của nhà giáo, gương mẫu cho học sinh. Tiêu chuẩn thứ ba về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 là thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp, đúng không ạ? Cái tiêu chuẩn thứ ba này rất quan trọng về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, đúng không ạ? Và thương yêu, đối xử công bằng, tôn trọng về nhân cách của học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, đúng không? Của học sinh, đoàn kết giúp đồng nghiệp. Tiêu chuẩn thứ tư về đạo đức nghề nghiệp, chúng ta nhớ là thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, quy định về hành vi ứng xử và trang phục em nhé. Đấy, thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, quy định về hành vi ứng xử trang phục. Thì thầy cũng có thể hỏi các em liên quan hai phần mà chúng ta trình bày ấy, về phần nhiệm vụ đúng không, về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Thì em đánh giá thế nào về cái việc mà thực hiện nhiệm vụ của các giáo viên hạng 3 tại trường công tác hoặc là tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp? Thì em trả lời thưa thầy cô, em nhận thấy rằng các thầy cô đang công tác tại trường thì rất hoàn thành với giáo viên trung sở 3 hoàn thành rất tốt các cái nhiệm vụ của mình, rất là tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, rồi thực hiện giảng dạy theo đúng cái nội dung chương trình của nhà trường, đúng không? Rồi liên quan rất là tích cực trau dồi các kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đúng không? Các phương pháp dạy dỗ mới, làm phát huy cái năng lực phẩm chất của học sinh, rồi tích cực tham gia các hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập, đánh giá khách quan trung thực cái kết quả học tập của học sinh, rồi tham gia phát hiện bồi dưỡng năng khiếu học sinh để cho bám sát các nhiệm vụ đấy, đúng không? Rồi chúng ta tham gia số thầy cô tham gia hoạt động tư vấn tâm lý hướng nghiệp cho học sinh để lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn, đúng không? Rồi liên quan đến cái việc mà tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học hay là liên quan thực hiện các hoạt động phổ cập giáo dục ở địa phương, rất tích cực tham gia, hoặc là tham gia các tổ chức các hội thi của nhà trường đấy, rồi tích cực trong cái việc mà họ nâng cao trình độ đào tạo bồi dưỡng khi nhà trường cử đi tham gia các khóa đào tạo cập nhật về chuyên môn nghiệp vụ hay là phương pháp nghiệp vụ sư phạm. Các thầy cô rất tích cực tham gia hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Đấy là liên quan phần liên hệ thực tế gắn với nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở 3. Các nhà mỗi ý thì thầy sẽ gắn luôn cái phần liên hệ. Còn về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp thì chúng ta thấy phần liên hệ cũng vậy, chúng ta luôn đánh giá là các thầy cô đúng không, luôn hoàn thành tốt, chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp, luôn chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, không lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống phá đường lối chính sách của Đảng, mà luôn thấy là chấp hành các đường lối chủ trương của Đảng, rồi các quy định của ngành, của địa phương, đúng không? Luôn gương mẫu là một viên chức, là một công dân, chấp hành các quy định của Đảng và nhà nước, rồi với sinh hoạt ở địa phương luôn chấp hành, đúng không? Luôn ý thức giữ gìn bảo vệ uy tín danh dự của nhà giáo, luôn trau dồi đạo đức, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, luôn mẫu mực trước học sinh, rồi từ lời ăn tiếng nói rất là tôn trọng lắng nghe ý kiến của học sinh, đúng không? Luôn ân cần giúp đỡ học sinh, thương yêu đối xử với học sinh như người con của mình, đúng không ạ? Thực hiện rất tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, về quy định về phẩm chất chính trị, về chuyên môn nghiệp vụ, về lối sống tác phong. Đấy, các em nhé, là tấm gương sáng để học trò noi theo. Đấy là những phần liên hệ gắn với tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp em nhé, với giáo viên trung học cơ sở hạng 3. Ta đi tiếp về cái phần quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng của giáo viên trung học cơ sở hạng 3. Chúng ta trả lời đây có hai tiêu chuẩn rất quan trọng. Thứ nhất đó là với giáo viên trung học cơ sở hạng 3 là có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Thế còn với trường hợp mà muốn học chưa đủ giáo viên, có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Thứ hai là về phần chứng chỉ, là chúng ta thấy là về trình độ đào tạo bồi dưỡng là gắn chứng chỉ, đây là chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 3 em nhé. Chúng ta thấy với mà đặc biệt đối với giáo viên trung học cơ sở hạng 3 mà sắp tới em được tuyển dụng vào đấy, đúng không, thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng đấy. Các em khi tuyển dụng vào thì phải hoàn thiện cái chứng chỉ giáo viên trung học cơ sở hạng 3 này đấy. Thì hai tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng, một là gắn với bằng cấp, chúng ta thấy có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp mà môn học mà chưa đủ giáo viên, có bằng cử nhân chuyên ngành đào tạo giáo viên thì yêu cầu là phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, đúng không ạ? Dành cho giáo viên trong cơ sở theo chương trình của Bộ Đào tạo ban hành. Thứ hai là gắn với chứng chỉ, đây là chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp ấy, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên trung học cơ sở hạng 3. Thì đối với giáo viên mới mà chúng ta được tuyển dụng đấy, gặp tới các em ấy, đúng không? Ba chúng ta mới vào thì chúng ta sẽ yêu cầu là có chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng 3 này trong thời gian là 36 tháng, các em nhé, kể từ ngày được tuyển dụng. Đấy là
hai cái tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng của giáo viên trong khóa tháng 3. Thì thầy cô cũng đã hỏi các em là em đánh giá thế nào về cái trình tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng tại đơn vị em công tác. Thì em trả lời thưa thầy cô, thì em nhận thấy rằng các thầy cô được tuyển dụng mà từ ngày sau ngày 1/7/2020 theo quy định của luật giáo dục 2019 thì đã đáp ứng về trình độ chuẩn về văn bằng khi mà chúng ta làm thủ tục tuyển dụng đấy, mà yêu cầu với giáo viên trong cơ sở là bằng cử nhân trở lên đấy, nghe bằng đại học đấy, đúng không? Với các bạn, các thầy cô mà từ 1/7/2020 thực hiện theo luật giáo dục 2019 mà đầy đủ. Còn với cái phần chứng chỉ thì với những trường hợp mà tuyển dụng sau ngày 1/7/2020 thì các một số thầy cô cũng đã có trước rồi, cũng đã học tập, và còn mỗi trường hợp mà chưa có thì nhà trường cũng tạo điều kiện cho cái việc mà hoàn thiện cái chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng 3, đúng không ạ, trong thời gian 36 tháng. Thế còn với các trường hợp các thầy cô, các viên chức mà tuyển dụng trước ngày 1/7/2020, đó là các thầy cô mà thực hiện theo quy định của luật giáo dục 2005 sửa đổi 2009, về lúc đó về trình độ chuẩn đào tạo, yêu cầu về văn bằng tốt nghiệp với giáo viên trung học cơ sở là trình độ cao đẳng, đúng không ạ? Thì với các trường hợp đó thì nhà trường cũng tạo điều kiện cho các thầy cô đi học tập để nâng cao, liên thông lên đại học để hoàn thiện chứng chỉ, hoàn thiện về văn bằng đại học đấy, nghe bằng cử nhân đấy, đấy tôi thấy rất là rõ, đúng không ạ? Và thực hiện theo đúng lộ trình của nghị định số 71/2020 của chính phủ để hoàn thiện cái hoàn trình độ chuẩn đấy đối với giáo viên mà chưa đạt trình độ chuẩn, đặc biệt với các giáo viên mà thi tuyển vào viên chức trước ngày 1/7/2020 thì chúng ta thấy là trước đó thì quy định là cao đẳng, thì bây giờ các thầy cô đang học liên thông để hoàn thiện văn bằng đại học, đúng không ạ? Còn về chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh ba thì một số thầy cô đã hoàn thiện trước đó, còn một số thầy cô chưa có thì cũng đã đang thực hiện hoàn thiện, đúng không ạ, về cái việc mà bổ sung các chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng 3. Thường thì chúng ta thấy với người tuyển dụng trước 1/7/2020 thì đã có trước rồi, thì chúng ta thấy với trường hợp sau ngày 1/7/2020 thôi thì nó chưa có, đúng không? Thì nó thấy là đánh giá như vậy các em nhé, và lưu ý hay mốc như thầy chia sẻ với về văn bằng tốt nghiệp thì mốc 1/7/2020 trở đi theo luật 19 thì bắt buộc phải có văn bằng đại học mới được dự thi vào viên chức rồi với vị trí giáo viên trong cơ sở. Thế còn về chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thì chúng ta thấy rồi, như quy định là chúng ta sẽ hoàn thành sau 36 tháng cái ngày được tuyển dụng, với trường hợp mà thấy là thường là gắn với các bạn tuyển dụng sau ngày 1/7/2020, còn trước ngày 1/7/2020 thì lại là liên quan với văn bằng tốt nghiệp, vì trước đó luật giáo dục 2019 là quy định về giáo viên trong cơ sở là cao đẳng, đúng không? Thì các thầy cô giờ học liên thông để hoàn thiện về bằng đại học các em nhé. Đó là trả lời phần lý thuyết, cũng là thực tế liên hệ các em nhớ được về phần tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng của giáo viên trung học cơ sở hạng 3. Chúng ta đi vào phần thứ tư trong phần quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng 3, đó là tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Thì chúng ta sẽ trình bày trả lời các thầy cô như sau về phần tiêu chuẩn năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 3. Thì giáo viên trung học cơ sở hạng 3 có những tiêu chuẩn cụ thể như sau. Thứ nhất là nắm được chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành địa phương về giáo dục trung học cơ sở và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Các em nhớ là tiêu chuẩn năng lực chuyên môn nghiệp vụ thứ nhất của giáo viên trung học cơ sở 3 có nắm được chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định, đúng không ạ, và yêu cầu của ngành giáo dục ở địa phương về giáo dục trong giáo dục trung học cơ sở đấy, và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thứ hai đó là tiêu chuẩn về nắm vững kiến thức của môn học được phân công giảng dạy, có khả năng xây dựng được cái kế hoạch dạy học giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Thứ ba đó là khả năng áp dụng có hiệu quả các phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất năng lực học sinh, tích cực hóa hoạt động của học sinh. Các em nhớ cho thầy với cái tiêu chuẩn thứ ba về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở 3, đó là có khả năng áp dụng có hiệu quả các phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất năng lực học sinh, tích cực hóa hoạt động của học sinh. Nhiệm vụ thứ tư, cái tiêu chuẩn thứ tư đấy của giáo viên trung học cơ sở 3 về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, em thấy đó là sử dụng được các cái phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và sự tiến bộ của học sinh theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh em nhé. Cái tiêu chuẩn thứ tư về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở 3 là sử dụng các cái phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả rèn luyện và sự tiến bộ của học sinh theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Nhiệm mà cái tiêu chuẩn thứ năm về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở 3 là khả năng tư vấn tâm lý hướng nghiệp cho học sinh, lồng ghép các hoạt động tư vấn hướng nghiệp và hoạt động giảng dạy giờ về dạy học và giáo dục em nhé. Đó là khả năng tư vấn tâm lý hướng nghiệp cho học sinh, lồng ghép hoạt động tư vấn tâm lý hướng nghiệp và trong hoạt động dạy học và giáo dục. Cái tiêu chuẩn thứ 6 về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở 3
là xây dựng được các mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh, các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục học sinh em nhé. Cái nhiệm vụ rất là rõ ở đây về cái tiêu chuẩn thứ 6, đúng không? Ta thấy về cái việc mà xây dựng cái mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh, các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục học sinh. Cái tiêu chuẩn thứ 7 về tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trong sở 3 đấy, là xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập, bồi dưỡng, phát triển chuyên môn nghiệp vụ của bản thân em nhé. Là xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập, bồi dưỡng, phát triển chuyên môn nghiệp vụ bản thân. Rồi chúng ta thấy cái tiêu chuẩn thứ 8 về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trong sở 3 đó là liên quan đến cái việc mà có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 3, và có khả năng ngoại ngữ hoặc là tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao. Em nhớ ở cái tiêu chuẩn thứ 8 về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 đó là có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 3, và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc là tiếng dân tộc trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao. Đó là 8 cái tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 3. Thì các thầy cũng hỏi em đánh giá thế nào về cái tiêu chuẩn này tại đơn vị em công tác, thì em trả lời thưa thầy cô, em thấy rằng các thầy cô đã là viên chức đúng không, với giáo viên hạng 3 đấy, thì cho thấy em thấy rằng các thầy cô đáp ứng rất đầy đủ các cái tiêu chuẩn này. Liên quan đầu tiên đó là về việc các thầy cô luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, không xuyên tạc các nội dung đúng không, luôn chấp hành gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, rồi nắm vững rất rõ các kiến thức của môn học, truyền giảng cho người học đúng không, rồi rất là luôn sáng tạo trong công việc, trong cái việc là nắm bắt các phương pháp nghiệp vụ, một phương pháp mới để giảng cho học sinh dễ hiểu, nắm bắt các nội dung, rồi cũng là luôn đánh giá rất là khách quan đúng không, công bằng đối với học sinh trong kết quả kiểm tra rèn luyện học tập. Rồi các thầy cô luôn sử dụng các phương pháp về tâm lý, rồi tư vấn cho trong học sinh, phụ huynh học sinh trong việc định hướng nghề nghiệp sau khi mà với học sinh cuối cấp ấy, lớp 9 ấy, để có thể là thi lên trung học phổ thông hoặc là lựa chọn nghề nghiệp để làm. Các thầy cô thực hiện rất tốt các công việc này, và các thầy cô cũng giữ vai trò rất quan trọng cầu nối giữa nhà trường và gia đình trong việc là trao đổi với phụ huynh học sinh về tình hình học tập, sức khỏe của học sinh, luôn tích cực trao đổi, đặc biệt là về tình học tập của các con đúng không, và luôn có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn với các con mà có năng khiếu hay là có năng lực tốt đấy, ta thấy rồi. Và thầy cô cũng sử dụng rất thành thạo về kỹ năng công nghệ thông tin trong hoạt động của mình, trong bài giảng, soạn cái bài giảng đúng không, để có những bài giảng đẹp, dễ nhìn và thu hút học sinh học. Thầy cô làm tốt, rất tốt các công việc này các em nhé. Chúng ta đánh giá tích cực như vậy đúng không, thì khi trả lời xong em nhớ tất cả là thành một cái form chung. Thưa thầy cô, em đã trả lời xong câu hỏi, em rất mong nhận ý kiến đóng góp của thầy cô ạ, em cảm ơn thầy cô rất nhiều ạ. Như vậy là thầy đã hoàn thành câu hỏi số 2 này, một câu hỏi rất là tổng hợp với 4 phần các em thấy, về phần nhiệm vụ, về phần tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Đấy, một câu này có thể họ tách thành 4 câu nhỏ, nhưng mà khi thầy dạy thì để gộp vào cho các em, cùng gắn với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 để các em dễ học hơn các em nhá. Đấy, thầy tách thành 4 ý khi dạy các em học rất là dễ dàng trong này, với phần lý thuyết và phần liên hệ thực tế các em nhá. Chúng ta bây giờ chuyển tiếp sang câu hỏi số 3. Khi các em nhận được câu hỏi số 3 thì các em trả lời các thầy cô như sau. Người ta thấy rồi, từ câu 3, câu 4 một form chung giống như câu 2 thôi, nó chỉ khác nhau về hạng thôi đúng không ạ. Câu 2 là giáo viên trung học cơ sở hạng 3, còn câu 3 thì thấy rồi, gắn với giáo viên trung học cơ sở hạng 2 các em nhé. Còn câu 4 là gắn với giáo viên trung học cơ sở hạng 1. Thì với hỏi câu 3 thì các em trả lời: thưa thầy cô, em đã nhận được câu hỏi với nội dung anh chị hãy trình bày về nhiệm vụ, tiêu chuẩn và trình độ đào tạo bồi dưỡng đúng không ạ, rồi tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 theo quy định tại thông tư số 03 năm 2021 của Bộ Giáo dục Tạo và liên hệ thực tế. Thì như thầy nói, khi nhắc đến 4 nội dung này về nhiệm vụ, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn đào tạo bồi dưỡng và tiêu chuẩn năng lực chuyên môn nghiệp vụ, chính là câu hỏi ngắn gọn hơn là tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 các em nhé. Đó thì các em nhớ cho thầy. Thì chúng ta sẽ trả lời: thưa thầy cô, quy định về phần tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 2 được quy định tại điều 4 của thông tư 03 năm 2021 cụ thể như sau. Các thấy rồi đúng không ạ? Về nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 và hạng 2 của giáo viên trung học cơ sở hạng 2, nhiệm vụ thì ngoài thực hiện những nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 thì giáo viên trung học cơ sở hạng 2 thực hiện các nhiệm vụ sau đây. Thầy cô hỏi lại em còn nhớ là
có bao nhiêu nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 hay không, thì em trả lời thầy cô là thưa thầy cô là có 10 nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 em nhé. Em phải nhớ thụng lòng cái nhiệm vụ của giáo viên hạng 3 vì nó là cơ sở rất quan trọng em nhé. Thì chúng ta thấy rồi đấy, ngoài cái 10 nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 ra thì giáo viên trung học cơ sở hạng 2 phải thực hiện thêm 5 nhiệm vụ sau đây. Nhiệm vụ thứ nhất là làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên, hoặc dạy thử nghiệm các mô hình phương pháp công nghệ mới từ cấp trường trở lên, chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn, hoặc tham gia xây dựng học liệu điện tử các em nhé. Nhớ là cái nhiệm vụ thứ nhất của giáo viên trung học cơ sở hạng 2 là làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên, hoặc là dạy thử nghiệm ở các mô hình phương pháp công nghệ mới từ cấp trường trở lên, chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn, hoặc tham gia xây dựng học liệu điện tử các em nhé. Đấy là nhiệm vụ thứ nhất của giáo viên trung học cơ sở hạng 2. Tiếp theo, nhiệm vụ thứ hai của giáo viên trung học cơ sở hạng 2 và tham gia hướng dẫn hoặc đánh giá các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ từ cấp trường trở lên, như tham gia hướng dẫn hoặc đánh giá các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ từ cấp trường trở lên. Nhiệm vụ thứ ba của giáo viên trung học cơ sở hạng 2 là tham gia các hoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng, thu hút sự tham gia của các tổ chức cá nhân trong việc tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục học sinh. Các em nhớ nhiệm vụ thứ ba của giáo viên trung học cơ sở hạng 2, tham gia hoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng, thu hút sự tham gia của các tổ chức cá nhân trong việc tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục học sinh. Nhiệm vụ thứ tư của giáo viên trung học cơ sở 3 là tham gia đoàn đánh giá ngoài hoặc công tác kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên từ cấp trường trở lên. Ta nhớ là nhiệm vụ thứ tư của giáo viên trung học cơ sở 2 là tham gia đoàn đánh giá ngoài, công tác kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên từ cấp trường trở lên. Nhiệm vụ thứ năm của giáo viên trung học cơ sở hạng 2 đó là tham gia ban giám khảo hoặc ban ra đề hoặc người hướng dẫn trong các hội thi từ cấp trường trở lên em nhé. Ta nhớ là cái nhiệm vụ thứ năm của giáo viên trung học cơ sở hạng 2 đó là tham gia ban giám khảo hoặc ban ra đề hoặc người hướng dẫn trong các hội thi từ cấp trường trở lên. Đó là 5 nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 2. Thì các thầy cô cũng hỏi các em liên hệ thực tế về cái việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 2. Thì các em luôn đánh giá, thưa thầy cô, em nhận thấy rằng các thầy cô giáo viên trung học cơ sở hạng 2 tại trường em thì thực hiện rất tốt 5 cái nhiệm vụ trên, đúng không ạ? Ngoài 10 nhiệm vụ của giáo viên hạng 3 mới rồi, đúng không ạ? Trong cái việc rất tích cực trong việc làm báo cáo viên, dạy minh họa hướng dẫn, đúng không ạ? Dạy thử nghiệm các mô hình công nghệ mới đấy, đúng không? Hướng dẫn các đồng nghiệp của mình, rồi rất là tích cực tham gia đánh giá các hoạt động sản phẩm nghiên cứu khoa học ở trường, rồi liên quan tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng, đúng không ạ? Rất tổ chức đoàn thể chính trị ở địa phương, hội phụ nữ đấy, em thấy công đoàn thế rồi tham gia các công tác đánh giá ngoài chuyên môn nghiệp vụ ở khi ban giám hiệu cử đi tham gia các hoạt động đánh giá kiểm tra, rồi tham gia các ban giám khảo, ban đề thi của các tổ chức thi do trường tổ chức hay là phòng giáo dục đào tạo tổ chức, đúng không ạ? Rất là rõ, tham gia rất tích cực tham gia và hoàn thành rất là tốt. Các thầy cô chính là tấm gương để em học tập, chúng ta nó thi vào là ba mà đấy, các thầy cô giáo viên thứ hai chính là tấm gương để em học tập và phấn đấu trở thành sau này trở thành giáo viên trung học cơ sở hạng 2. Đó, thì chúng ta thấy gắn cái phần nhiệm vụ và liên hệ thực tế các em nhé với phần giáo viên nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 2. Ta đi tiếp về phần tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, thì chúng ta thấy gắn với giáo viên trung học cơ sở hạng 2 thì ngoài các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 thì giáo viên trung học cơ sở hạng 2 phải luôn gương mẫu thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo các em nhé. Về quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng 2 thì nó nhớ ngoài các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 thì giáo viên trung học cơ sở hạng 2 phải luôn gương mẫu thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo. Thì các thầy cô có hỏi thì em biết là có mấy tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 hay không, thì em trả lời thưa thầy cô, có 4 tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng 3, đó là chấp hành các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về giáo dục trong trung học cơ sở. Tiêu chuẩn thứ hai về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 là trau dồi, thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất danh dự và uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh. Tiêu chuẩn thứ tư về đạo đức nghề thứ ba về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 đó là thương yêu, đối xử công bằng, tôn trọng nhân cách của học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp.
Tiêu chuẩn thứ tư về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trong cơ sở 3, thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, quy định về hành vi ứng xử trang phục. Ta nhớ 4 cái tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở 3. Thầy cô hỏi lại chúng ta phải nhớ nhé, dù ta đang câu hỏi về gắn hạng 2 nhưng các thầy cô thể hỏi lại được với giáo viên trung học cơ sở 3, thì với các phần nhiệm vụ rồi tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn về đạo trình độ đào tạo bồi dưỡng rồi về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở 3, thì em học thật kỹ giúp thầy, em làm cơ sở để chúng ta trả lời tiếp với của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, trong đó có nhiệm vụ, tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 2 hay hạng 1 các em nhé. Chúng ta đi tiếp vào ý thứ ba gắn với về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng 2, đó là phần về tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng của giáo viên trung học cơ sở hạng 2. Thì về tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng của giáo viên trung học cơ sở hạng 2 thì thấy cũng có hai nội dung giống như giáo viên trung học cơ sở hạng 3 thôi. Thứ nhất là về văn bằng thì thấy rồi. Đối với giáo viên trung học cơ sở hạng 2 thì có văn bằng, có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Đấy, cái này rất giống với giáo viên trung học cơ sở hạng 3. Các nhà, đầu tiên là có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Còn trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình Bộ đào tạo ban hành. Như thầy nói về tiêu chuẩn văn bằng của giáo viên trung học cơ sở hạng 2, khi các em học thuộc được ở giáo viên trung học cơ sở 3 thì chúng ta trả lời như của hạng 3 luôn. Các em thấy là có tiêu chuẩn đào tạo bồi dưỡng về văn bằng, các em thấy rồi đúng không? Là có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Ở trường hợp mà môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Còn thứ hai về tiêu chuẩn chứng chỉ thì chúng ta thấy rồi, là chứng chỉ chúng ta thấy là với giáo viên trung học cơ sở hạng 2 thì yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng 2 các em nhé. Là về chứng chỉ bồi dưỡng chuyên nghiệp với giáo viên trung học cơ sở hạng 2 thì là có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 2. Thì thầy cô cũng hỏi các em về liên quan liên hệ thực tế về tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng. Thì chúng ta luôn trả lời là các thầy cô đều hạng 2 thì chắc chắn phải đáp ứng rồi về các trình độ đào tạo bồi dưỡng chuẩn rồi, đúng không ạ? Đấy, còn có thể các thầy cô mà tuyển dụng trước ngày 1/7/2020, vì trước đó thầy nói là theo luật giáo dục 2005/2009 thì yêu cầu chỉ là cao đẳng thôi với giáo viên trung cơ sở, thì các thầy cô đó thì đang hoàn thiện về văn bằng tốt nghiệp đấy, thấy là liên thông học lên liên thông để hoàn thành bằng cử nhân các em nhá. Còn chứng chỉ bồi dưỡng thì chắc chắn là các thầy cô sẽ có rồi, chúng ta nhớ lưu ý cái phần đó. Còn vì sau 1/7/2020 thì chúng ta chỉ dành cho các bạn thi vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng 3 thôi chứ không có hạng 2 được các em nhé. Chúng ta phải vào hạng 3, sau đó 9 năm chúng ta mới thi lên được hạng 2 cơ mà các em nhé. Chúng ta phải nhớ, phải tách ra đấy, chúng ta nghe rất kỹ nhá. Thì chúng ta thấy xong ở cái phần tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng, cả phần lý thuyết và thực tế thầy liên hệ với các em. Nhắc đến phần thứ tư gắn với giáo viên trung học cơ sở hạng 2, đó là về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn nghiệp vụ, thì chúng ta cần nắm nội dung sau đây. Tiêu chuẩn thứ nhất gắn năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 2 là một là nắm vững chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành địa phương về giáo dục trung học cơ sở và triển khai thực hiện có kết quả nhiệm vụ được giao. Em nhớ những tiêu chuẩn thứ nhất về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 2, đó là nắm vững chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành giáo dục em nhé, của địa phương về giáo dục trung học cơ sở và triển khai có kết quả, đúng không ạ, và nhiệm vụ được giao. Tiêu chuẩn thứ hai về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nó là có khả năng điều chỉnh linh hoạt kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương, có khả năng xây dựng bài học theo chủ đề liên môn em nhé. Cái tiêu chuẩn thứ hai về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trong cơ sở hạng 2 là khả năng điều chỉnh linh hoạt kế hoạch dạy và học, đúng không? Và giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương, có khả năng xây dựng bài học theo chủ đề liên môn. Tiêu chuẩn thứ ba là thấy là chủ động cập nhật, có khả năng vận dụng linh hoạt hiệu quả các phương pháp rồi công nghệ dạy học và giáo dục đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương các em nhé. Cái tiêu chuẩn thứ ba đó là chủ động cập nhật và có khả năng vận dụng linh hoạt hiệu quả các phương pháp công nghệ dạy học và giáo dục đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương. Cái tiêu chuẩn thứ tư đó là chủ động cập nhật và có khả năng vận dụng sáng tạo các hình thức phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập rèn luyện và sự tiến bộ học sinh theo phương hướng là phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Ta nhớ tiêu chuẩn thứ tư về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở 2 đó là chủ động
cập nhật và có khả năng vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và sự tiến bộ học sinh theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Tiêu chuẩn thứ 5 của giáo viên trung học cơ sở hạng 2 về năng lực chuyên môn nghiệp vụ đó là có khả năng vận dụng có hiệu quả các biện pháp tư vấn tâm lý, hướng nghiệp phù hợp với từng đối tượng học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục. Em nhớ tiêu chuẩn thứ 5 đó là có khả năng vận dụng có hiệu quả các biện pháp tư vấn tâm lý, hướng nghiệp phù hợp với từng đối tượng học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục. Tiêu chuẩn thứ 6 đó là chủ động, tích cực tạo dựng mối quan hệ hợp tác lành mạnh, tin tưởng với cha mẹ và các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục học sinh. Ta nhớ ở đây với cái tiêu chuẩn thứ 6 của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, ta thấy là chủ động, tích cực tạo dựng mối quan hệ hợp tác lành mạnh, tin tưởng với cha mẹ học sinh, các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục học sinh. Đúng không ạ? Tiêu chuẩn thứ 7 dành cho giáo viên học sinh 3 về năng lực chuyên môn nghiệp vụ là thấy ở đây đó là việc chủ động nghiên cứu và có khả năng cập nhật kịp thời các yêu cầu mới về chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng vận dụng sáng tạo phù hợp có hiệu quả các hình thức nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của bản thân. Các em nhớ nên tiêu chuẩn thứ 7 ở đây là chủ động nghiên cứu và có khả năng cập nhật kịp thời các yêu cầu mới về chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng vận dụng sáng tạo phù hợp có hiệu quả các hình thức nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của bản thân. Tiêu chuẩn thứ 8 về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 2 đó là khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 2 và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số đấy, trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao. Ta nhớ là cái tiêu chuẩn thứ 8 về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 2 đó là có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 2 và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc là tiếng dân tộc thiểu số đấy, trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao. Tiêu chuẩn thứ 9 về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 2 chúng ta thấy đó là được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc được nhận bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên, hoặc là được công nhận đạt một trong những danh hiệu hoặc là giáo viên giỏi này, giáo viên dạy giỏi đấy, rồi giáo viên chủ nhiệm và lớp giỏi từ cấp trường trở lên, giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên. Chúng thấy là cái tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nhiệm vụ thứ 9 của giáo viên trung học cơ sở hạng 2 và thấy đó được công nhận là chiến sĩ đua hoặc là được công nhận cái bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên các em nhá, hoặc là gì được công nhận đạt một trong các danh hiệu, thấy là danh hiệu giáo viên dạy giỏi này, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi này, từ cấp trường trở lên, rồi giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên. Tiêu chuẩn thứ 10 về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 2 đó là viên chức mà dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 2, đúng không ạ? Thì phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 3 hoặc tương đương là phải từ đủ 9 năm trở lên, đúng không ạ? Đó, nhớ không kể thời gian tập sự các em nhá. Tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự hoặc xét thăng hạng. Ta nhớ là tiêu chuẩn thứ 10 là các em cần lưu ý thôi. Về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 2 đấy, là gắn với mốc thời gian như thầy nói rồi đấy, để từ hạng 3 đến hạng 2 chúng ta nhất phải có 9 năm, đúng không ạ? Thấy là viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 2 thì phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 3 hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên. Em nhớ không, lưu ý là không kể thời gian tập sự em nhé. Thì tính đến thời hạn mà nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng, đó là 10 tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 2 em nhé. Và thầy cô cũng hỏi là em liên hệ thực tế về cái tiêu chuẩn này ở tại trường em đúng không, thì em đánh giá rằng các thầy cô đang giữ chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng 2 thì đáp ứng rất tốt các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Các thầy cô luôn là tấm gương sáng, đúng không, gương mẫu trong các hoạt động nghề nghiệp, rồi luôn chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, luôn hỗ trợ đồng nghiệp rất là tốt trong hoạt động giảng dạy, vận dụng linh hoạt các cái phương pháp công nghệ dạy học mới, làm rất là thu hút học sinh, người học, đúng không ạ? Và luôn chủ động tạo dựng các mối quan hệ với cha mẹ học sinh, đúng không ạ? Nên quan tâm với tất cả các học sinh và cũng chủ động trong hoạt động nghiên cứu và cập nhật các kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ, và rất là sáng tạo trong hoạt động giảng dạy, đúng không? Rồi rất là đạt rất nhiều danh hiệu thi đua đấy, chúng ta thấy rồi, các thầy cô này đạt danh hiệu thi đua cơ sở bằng khen, giấy khen các em nhá. Thì chúng ta thấy như danh hiệu giáo viên dạy giỏi hay giáo viên chủ nhiệm giỏi hay giáo viên tổng phụ trách đội thiếu niên phong giỏi đấy, từ cấp huyện trở lên đấy, đạt những thành tích rất cao và cũng là tấm gương sáng để em học tập noi theo. Như vậy chúng ta hoàn thiện ở câu hỏi số 3 này rất đầy đủ với nội dung thầy đi nhắc lại gắn với vừa bốn phần về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở 2, thì chúng ta phải trả lời được về phần nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 2.
Trong đó ta thấy là ngoài 10 nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 ra thì chúng ta có 5 nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 2 em nhé. Còn về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp thì chúng ta thấy rồi là ngoài 4 cái tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 3 thì với giáo viên trung học cơ sở hạng 2 thì thấy về đạo đức nghề nghiệp là phải là gì, luôn gương mẫu thực hiện các định đạo đức nhà giáo. Thế còn về tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng thì chúng ta thấy có 2 tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng, một là ngắn nước văn bằng có bằng cử nhân, thứ hai là có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp đấy, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng 2, và chúng ta nhớ được 10 cái tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 2 các em nhé. Đây là toàn bộ cái phần trình bày gắn với câu hỏi số 3 rất là chi tiết cho các em về phần nhiệm vụ, tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn về đào tạo bồi dưỡng, tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng 2. Thì các em học thật kỹ trong 3 câu hỏi này các em nhé. Chúng ta hoàn thiện trong buổi học ngày hôm nay. Buổi học tới chúng ta sẽ trả lời, thầy sẽ giải đáp cho các em với câu hỏi số 4, số 5, số 6 và gắn với thông tư số 03 năm 21 các em nhé. Thầy xin phép kết thúc buổi học vào chiều nay ở đây. Cảm ơn các em rất nhiều. Vâng, xin chào tất cả các em.